Người dân California được cảnh báo để chống lại sự lây lan của sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh trong lúc mừng Tết Trung Thu. Ngày 17 tháng 9, khi nhiều cư dân California chuẩn bị tổ chức Tết Trung Thu với các buổi họp mặt gia đình, tặng trái cây tươi để trao đổi bánh Trung Thu, chương trình phòng chống sâu bệnh và dịch bệnh cam chanh California, California Citrus Pest and Disease Prevention Program, CPDPP, đang cảnh báo cư dân ăn mừng an toàn với cây trồng ở nhà để phòng chống sự lây lan của sâu bệnh và dịch bệnh. Một loại côn trùng mới có tên là rầy trỏng cánh châu Á, Asian Citrus Silex, ACP, đã được tìm thấy ở California trên toàn tiểu bang và đe dọa cây cam chanh trong nhà và ngành nông nghiệp cam chanh của tiểu bang. Loại này có thể lây lan một loại bệnh thực vật nguy hiểm gọi là Huon Bin, LHP, làm chết cây cam chanh. Di chuyển trái cây cam chanh trồng tại nhà có thể vô tình lây lan sâu bệnh và dịch bệnh. Mặc dù không gây hại cho người hoặc động vật, nhưng căn bệnh này gây chết cây cam chanh và không có cách chữa trị. Quý vị có thể mua quýt, bưởi, quất và các loại trái cây họ cam chanh khác không có côn trùng và bệnh dịch từ các cửa hàng tạp hóa có uy tín. Đây là cách tốt nhất để bảo đảm quý vị tặng cam chanh sạch, phẩm chất cao cho bạn bè hoặc thành viên trong gia đình của mình mừng ngày lễ Tết. Quý vị cũng có thể tặng cây cam chanh trồng tại nhà nhưng chúng có nguy cơ lây truyền sâu bệnh hoặc dịch bệnh cao hơn. Để bảo đảm trái cây họ cam chanh mà quý vị đem tặng là hiện thân của sự giàu sang, may mắn và thịnh vượng mà nó được biết đến. Hãy loại bỏ lá và thân từ trái cây họ cam chanh và rửa trái cây kỹ lưỡng trước khi tặng và tránh vận chuyển trái cây họ cam chanh hoặc nguyên liệu trồng cây đến những vùng miền khác. Cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của bệnh HLB là ngăn chặn sự lây lan của rầy. Bệnh HLB được xác nhận có ở 8.500 cây cam chanh tại gia đình trên khắp các quận Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego và Ventura. Những người chủ nhà California, 60% trong số họ có cây cam chanh, đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cây cam chanh của tiểu bang chúng ta và đang được yêu cầu bảo vệ cây sâu vườn của họ bằng cách tìm kiếm các dấu hiệu của sâu bệnh và dịch bệnh. Kiểm tra cây thường xuyên, kiểm tra rầy thường được tìm thấy trên lá non đang phát triển và các triệu chứng của bệnh HLB hàng tháng hoặc bất cứ khi nào tưới nước, phun hoặc cắt tỉa cây của mình. Nếu quý vị nghĩ rằng mình tìm thấy rầy hoặc bệnh HLB, hãy gọi đường dây nóng trên tiểu bang theo số 1-800-491-1899. Hợp tác với các viên chức nông nghiệp, hợp tác với các viên chức nông nghiệp tiểu bang, có thể họ sẽ phải kiểm tra cây trong khu vực của quý vị. Nếu quý vị thấy các viên chức nông nghiệp, điều đó có nghĩa rằng họ đã tìm thấy rầy hoặc là HLB ở gần nhà quý vị. Kiểm tra cách ly dịch địa phương. HLB được tìm thấy ở các quận hạt Los Angeles, Orange, San Bernardino, San Diego, Riverside và Ventura. Việc phát giác HLB ở những khu vực này đã lập ra các khu vực cách ly kiểm dịch cấm di chuyển cam chanh vào hoặc ra khỏi các khu vực kiểm dịch. Ở các khu vực khác của California, quần thể ruồi giấm xâm lấn có thể tạo thêm các biện pháp kiểm dịch cấm bất kỳ sự di chuyển nào của các loại nông sản trồng tại nhà ra khỏi nơi trồng và không tặng bất kỳ loại nông sản nào được trồng trong những khu vực cách ly kiểm dịch này. Để tìm hiểu thêm về việc kiểm dịch ruồi giấm xâm lấn trên toàn tiểu bang, hãy vào cafruitfly.com. Ghép cây cẩn thận. Khi ghép cây cam chanh, chỉ sử dụng chồi ghép đã ghi danh với giấy tờ có thông tin rõ ràng nguồn gốc. Không để kiến bò trên cây cam chanh của quý vị. Kiến bảo vệ các loài gây hại như rầy. Đặt mồi kiến xung quanh cây cam chanh và làm theo hướng dẫn trên nhãn của sản phẩm. Để biết thêm thông tin về cách phòng ngừa rầy và bệnh HLB, hãy vào californiacitrusreach.org. Về chương trình phòng chống sâu bệnh và dịch bệnh cam chanh, chương trình phòng chống sâu bệnh và dịch bệnh cam chanh được thành lập năm 2009 để giúp cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm và ngành nông nghiệp California với những nỗ lực chống lại các loài sâu bệnh và dịch bệnh liên quan đến cam chanh nghiêm trọng đe dọa cây cam chanh của California như rầy trỏng cánh châu Á và bệnh Huon Bin. Để tìm hiểu thêm, hãy vào californiacitrusreach.org.